Để thực hiện vẽ ngôi trường thì các bậc phụ huynh cần chuẩn bị cho các con những đồ dùng như sau: một tờ giấy trắng A4, một hộp bút sáp màu, một bút chì, một cục tẩy. Và để các con nhìn rõ hơn thì trong quá trình hướng dẫn, cô sẽ dùng một lông màu đen để vẽ. Trước tiên, phụ huynh hướng dẫn con vẽ một nét ngang để làm sân của ngôi trường, hai nét thẳng để làm tường của ngôi trường. Chúng ta sẽ vẽ từ trên xuống dưới. Các phụ huynh chú ý phải hướng dẫn con vẽ hai đầu nét thẳng bằng nhau. Sau đó, cô sẽ vẽ nét ngang nối hai đầu của đường thẳng lại với nhau để tạo thành thân của ngôi trường. Vậy là thân của ngôi trường sẽ có hình chữ nhật. Sau đó, cô sẽ vẽ mái của ngôi trường bằng một nét xiết trái và một nét xiết phải. Vậy là mái của ngôi trường sẽ có hình tam giác đấy. Tiếp theo, cô sẽ vẽ một nét ngang chia thân trường thành hai tầng, tầng 1 và tầng 2. Cô vẽ một đường thẳng chia làm các phòng học. Ở các phòng học có các cửa ra vào, và các cửa ra vào có hình dáng chữ nhật. Cô sẽ dùng những nét thẳng và những nét ngang để vẽ. Tiếp đến là chúng ta sẽ vẽ cửa sổ. Cửa sổ cô cũng sẽ vẽ những nét thẳng và những nét ngang. Cửa sổ có dạng hình vuông. Để bức tranh thêm sinh động hơn, cô sẽ vẽ ông mặt trời. Ông mặt trời, cô sẽ vẽ một đường cong tròn khép kín. Và những tia nắng là những nét xiên. Đám mây bằng những nét cong. Những bông hoa, nhì hoa bằng nét cong tròn khép kín. Cánh hoa, lá hoa, nhụy hoa, cô cũng dùng những nét cong để vẽ đấy. Tiếp theo, cô sẽ vẽ những viên gạch bằng nét ngang và nét thẳng. Cuối cùng là tô màu. Phụ huynh cho các con tròn và tô màu phù hợp. Các phụ huynh nhớ hướng dẫn con tô màu không bị chườm ra ngoài, tô màu một chiều và tô thật đều màu. Trường của cháu đây là trường mầm non, ai hỏi cháu có trường nào vui.